À, xin chào um, tất cả các bạn trên uh, youtube hôm nay mình uh, muốn chia sẻ một cái vấn đề đó là tránh cái xì farm ở trên youtube mà rất là nhiều bạn đã đã gặp phải giống như là vừa rồi mình có làm một cái video là khoảng bốn năm ngày trước đó là vấn đề là mình chia sẻ về uh, khi mà xem YouTube của người khác với một cái nhìn tích cực Làm sao là khi mình mình xem á, là mình phải xem với cái thời gian dài rồi sau đó mình mới comment là đúng theo cái 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 cái, cái tiêu đề và nội dung à, mình mình viết cho nó vài câu thì uh, mình thấy rất là vui là tất cả các bạn á, là comment trong cái cái video của mình á, À, đều viết và dạ, hầu hầu như có một hai một hai người thôi là còn cái dấu uh, dấu like với là uh, cái dấu uh, chuông mà nó rất ít nếu tỷ lệ gì thì nó rất ít rất là ít thì mình rất là mừng mình thấy đó là đúng là tích cực một cái một cái nhìn tích cực và mình cũng cảm ơn các bạn nhưng mà mình để ý lại rồi trong bốn năm ngày vừa rồi thì Quận, có vấn đề xì xảy ra. ở như vậy là tại sao? Tại sao các bạn à, viết đúng tiêu đề mà vẫn bị xì là sao? thì hôm nay mình mới làm một cái video này để mình chia sẻ với các bạn các bạn. thầy đúng ra là hôm nay mình sẽ up lên một cái video mà mình đã quay sẵn hết để mà hôm nay mình sẽ đưa lên là vấn đề mình sẽ làm một cái video về chia sẻ về mình đi 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 test đi đi khiêu chiếc xe mà tôi tôi ta hai nhưng mà mình thấy hơi hơi bức xúc vấn đề là tại sao các bạn đã xem xong cái video của mình làm mà các bạn comment xong mà lại các bạn lại bị xịt farm thành ra là mình định cái video lại mình quyết định là hôm nay mình làm cái video này để cho các bạn là tất cả các bạn làm youtube để tránh cái xịt farm thì uh, nó có rất nhiều cái là là, là 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 nguyên nhân nhưng mà nguyên nhân tránh nhất thể là là sao là do mình thôi Nếu mình coi video của người khác để chi? Để mình Xem họ quay như thế nào Họ nói chuyện như thế nào, họ làm gì Để mình coi, mình rút được bài học riêng cho mình Rồi mình mới Comment thì ok Thì lúc đó các bạn đã coi Nó mới dài được Còn bây giờ mình coi quá ngắn Thì nó rất là nguy hiểm mà mình cũng không hiểu được ở trong đó người ta Làm cái gì mình cũng không rút được bài học riêng cho mình nếu mình nói một khi mình đã vô con đường mà à, làm youtube này rồi chứ các bạn nói à, thì giống giống như mọi người cũng có nói á là à, tôi làm trên youtube này làm chi à, tôi làm chơi thôi chứ không có lấy tiền được nếu ok nếu như vậy bạn nói như vậy thì bạn cứ up những video nào bạn thích lên không sao hết giống như hồi xưa mình cũng có up một về video lên mình không bao giờ mình nói câu à, hôm nay mình xin chào các bạn trên youtube hay mình chia sẻ này này nọ hết tại vì cái đó, cái video mình up lên về riêng tư của mình không có gì dính líu trên để trên, trên youtube để trên hay để bật chức năng này một chức năng kiếm tiền hết thì mình 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 không nói còn hôm nay mình đã quyết định mình làm youtube để sau này vừa thỏa mãn được cái đam mê vừa biết được chính mình và có thể được kiếm tiền thì thành ra mình phải làm sao cho càng ngày nó càng hoàn thiện hơn đó và định tránh bị xì bởi vì mình khi mình coi xong thì cảm thấy mình cũng cũng rất là buồn tại sao có những bạn ghi comment đàng hoàng mà lại bị xì thì mình nói nãy giờ đoạn video này đó giờ nó cũng đã khoảng là 5 phút rồi đây đúng là 5 phút là cái thời gian này là thời gian vàng 5 phút rồi nãy giờ mình chia sẻ cái đoạn video này giờ 5 phút thì bây giờ trong khi mình nói lúc này các bạn có thể comment được rồi bấm cái gì cũng được muốn bấm uh, cái chuông hay là like gì cũng được hết không sao hết bắt đầu này mình bấm comment cái chuông hay là like gì cũng được hết rồi xong mình bấm like, mình bấm subscribe, mình bấm đăng ký thì ok, thì không có bị vi phạm. Nhưng mà mình khuyên các bạn như thế này. Dù sao thì mình cũng viết một hai câu gì cho đúng cái tiêu đề để sao cái người làm video người ta đọc vô, người ta cũng tôn trọng bạn. Và người khác đọc cái comment của bạn người ta cũng tôn trọng bạn và người ta cảm thấy bạn là một người rất là có tâm quyết với vấn đề làm YouTube đó bây giờ đây hôm nay mình sẽ đi thẳng vào vấn đề mình chia sẻ là tại sao viết ngắn viết dài hay là viết có comment là có có cái dấu like hoặc là có cái chuông mà đôi khi lại không không bị xì phạm mà đôi khi viết dài không có không có một cái biểu tượng hết mà lại bị xịt farm thì đây bắt đầu mình sẽ dẫn chứng rõ ràng Chứ mình không có nói mà xuân xuân Nhưng mà để mình muốn tránh cho các bạn là Không nên bị dính cái sự pham Vô lý như vậy Rất là ổn Tại vì mình làm Một cái video cũng vậy Mình phải đầu tư lắm Nó đủ thứ chứ Giống như mình nè Mình chưa, một người chưa từng Mà nói chuyện trước video Mà vừa rồi là cái video Vừa rồi mình chia sẻ với các bạn đó Là video đó đầu tiên mình đứng trước ống kính Của mình làm thấy một áp lực rồi chứ đừng nói chi đứng trước ống kính của người khác nói thì mình làm lên rồi xong mình uh, mình quay lên thì có comment cái vui lắm các bạn ơi thì bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tại chánh farm làm sao để chánh farm đây bắt đầu mình sẽ vô phần comment comment đó nên các bạn coi như thời gian này là các bạn comment nè giấu bất cứ làm gì cũng được chứ không sao không bao giờ xì phạm đó tại vì đoạn video này đã lên tới 7 phút luôn rồi nó không sao thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi đây là những cái comment ngắn dài trùm lum hết đó nè có dài cũng có nè dài có luôn quá nè dài luôn đúng không đó nhưng mà ở đây mình chỉ đưa lên sau lên cho gì thấy cho các bạn thấy à, không phải ngắn hay dài rồi bị bị xì pham mà đây để mình đưa những bằng chứng lên hết cho thấy nó có những người dài biểu tượng đủ hết tất cả có biểu tượng nhưng mà mình thấy là hầu như bây giờ các bạn comment là hầu như ít lắm ít được một hai cái chuông này rất là ít ít phải nói là ít nhưng mà không sao các bạn ví dụ như có có ghi gì, gì không sao mà tại các bạn đã qua 5 phút xem video rồi các bạn ghi câu này không gì hết không sao hết đó bây giờ thì trong đây là thấy không bây giờ là có 29 cái farm nè ổn rất là tiếc ổn gì đâu các tiếc thì đó đây đây mình mình mới đưa lên cho các bạn coi là tại sao nó farm vậy này viết dài nè các bạn viết dài Nói chung mình không muốn đưa tên các bạn này lên nhưng mà ở đây nếu mà các bạn đã coi xem video này thì các bạn có thể xóa cũng được thôi mình sẽ xóa cho các bạn Tại vì vấn đề vấn đề farm như thế này thì nó cũng không tốt cho các bạn thì Cho nên là nếu các bạn không xóa thì mình cũng sẽ xóa cho các bạn thôi Đó. Ghi dài Giấu hết Nhưng mà mấy dấu này cũng không có gì cho nếu mà sau 5 phút các bạn ghi gì thì không có gì hết Thì các bạn đã coi qua trong đây là khi mà vấn đề spam nè Có những người ghi rất ngắn cũng bị xì phan một dấu cũng bị xì phan tại vì sao là coi thời gian quá ngắn không đủ đó nè các bạn ghi dài nè đây nè bây giờ mình nói nè ví dụ như đại khái như các bạn này mình xin lỗi các bạn này nha nè ghi rất là dài luôn nè nếu mà ghi nhiêu đây bảo đảm với các bạn nếu mà bấm nhanh nhanh thì cũng phải cũng khoảng từng phút mấy hai phút trở lên nếu mà viết còn cái này mình nghĩ là có lẽ là Không biết đúng hay không chứ hay là bạn này mình viết tóc ký quá nhanh Thì thành ra là Trong vòng mới có mấy giây là đã xong Hay là các bạn đã copy sẵn các bạn dán vô Chỉ có hai trường hợp thôi Một là bạn viết quá nhanh Còn hai nữa Là bạn copy Rồi bạn dán vô Nó hai trường hợp vậy thôi Thành ra trong vòng có thời gian có vài dây hay năm mười giây là, hay là một ba mươi giây trở lại thì sao bạn đã comment xong thì thành ra là bạn mới được farm thành ra bây giờ có những cái đó mình nói với các bạn khi mình đã coi xong trên 5 phút thì các bạn bấm vô comment rồi viết đúng theo tiêu đề và nội dung đã coi 5 phút rồi thì rất ok à, cảm ơn các bạn à, đã chia sẻ những video rất là hay hữu ích gì cũng được không sao hết. nó không có sao hết tại à, những câu nó ghi thì cũng động viên cho những người làm uh, youtube thôi hoặc là để giấu gì cũng được không sao hết nhưng mà tại đó là nó qua tại vì khi bây giờ kiểm chứng lại vấn đề farm là có những người giết rất nhiều cũng bị farm mà người giết ít cũng bị farm ủa vậy tại farm tại sao là farm là lý rồi sao trong khi mình thì mình giết lúc nào khi là sau 5 phút mình coi video mình mấy comment thì mình mình thấy mình đâu có bị đâu Nó nên cái này giấu nhiều quá cũng bị nhưng mà không phải là giấu nhiều giờ mình thấy rồi để một điều là khi coi video quá ít thì mới bị thôi chứ còn về cái dấu mình thấy là vấn đề nó không có quan trọng hết nhưng mà mình muốn muốn nhắc nhở các bạn đây là mình ghi để cho những cái câu ấy, câu văn nó cho nó đọc người ta người khác đọc cho thấy nó có cảm tình và vui vẻ lại có một cái nguồn động viên để người ta làm youtube nó giống như bạn tôi đây viết rất là nhiều nhưng mà nó lại bị farm là sao là cái này mình nghĩ cái này là bạn viết nhanh hoặc là copy và dán vô là thời gian nó quá ngắn nó chỉ, nó chỉ, là dưới một phút luôn này kia chắc gần 30 giây hay gì là thành ra là mà, là bạn mới bị phan chứ mình mình thấy rồi không bao giờ bị các bạn ơi khi mà sau 5 phút không giờ bị mình làm YouTube để thỏa mãn một cái đam mê và biết được khả năng chính mình và nếu làm đàng hoàng một thời gian nào đó thì mình cũng sẽ có thể kiếm được tiền nó một một phần phụ với phần tài chính của mình thì đó là một cái niềm vui rồi thì ra mình mình ở đây mình làm youtube là cái gì mình comment là cho chính mình cho chính mình chứ không phải cho ai khác hết tại vì khi mình coi 5 phút rồi mình comment thì đó là cho chính mình là mình không bị spam mà người người khác cũng được 5 phút video đó là vấn đề mình muốn chia sẻ với các bạn trong đây hôm nay hết những những đề là chị Phạm buồn quá các bạn ơi cái chuyện nó chút xíu mà tại sao lại bị sự Phạm chi vậy đó à, bây giờ mình nói bạn nhắn lại một lần cuối cùng với các bạn là để tránh xì pham Đơn giản nhất Là coi video trên 5 phút Rồi hãy comment Dưới bất cứ hình thức gì Các bạn muốn Rồi sau đó Bấm like Subscribe Và đăng ký kênh Thì không bao giờ sì pham Hãy đối xử với người khác giống như là mình muốn người khác đối xử với mình vàng đó là một quy tắc vàng một nguyên tắc vàng luôn comment là cho chính mình nhận chứ không phải là cho người khác à, cảm ơn cảm ơn các bạn đã theo dõi và video tiếp thì cái tiếp đó thì mình mong là mình không muốn làm cái dạng mà chia sẻ để mà tránh spam như thế này nữa À, chúc các bạn thành công và yeah, video tới thì mình sẽ chia sẻ là cái video mình đã quay uh, đi đi, đi, đi test khói, đi test đi khiêu của chiếc xe hai Tender của mình yeah, cho các bạn xem yeah. bye chào tạm biệt các bạn